Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chót làm liều, giờ trưởng Nam nhà Ba Dũng thừa nhận thất bại Khi mới lên làm Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện mình là một Bộ trưởng năng động Tuy nhiên, dường như ông Nghị không biết đến đâu là giới hạn Nên đã đá lộn sân sang lĩnh vực thuộc về Bộ Tài chính của ông Hồ Đức Phước Vào năm 2022 là một năm sóng gió của thị trường trái phiếu với việc bắt giữ các đại gia như Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh, Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát, vân vân. Và có thể nói thị trường trái phiếu là ông nhọt lớn nhất của thị trường tài chính vào năm 2022. Và năm ngoái, ông Nguyễn Thành Nghị còn muốn đá lộn sân sang ngành tài chính. Còn nhớ vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, trong cuộc họp với chính phủ do ông Phạm Minh Chính chủ trì. Ông Nguyễn Thành Nghị đã bồi cho ông nhọt bộ tài chính một cú đấm mạnh ông nghị đã đề nghị trước mặt ông phạm minh chính rằng phải kiểm soát chặt trái phiếu bất động sản đặc biệt là trái phiếu riêng lẻ lẽ ra những lời này ông nghị nên để cho ông phạm minh chính nói chứ ông nghị không nên nói vì đó không phải là lĩnh vực của ông nghị chịu trách nhiệm có thể nói nguyễn thanh nghị là một bộ trưởng năng động nhất so với các vị tiền nhiệm hầu hết các bộ trưởng trước lên ngồi ghế mà chẳng ra chính sách gì gây tiếng vang riêng ông nguyễn thanh nghị thì lập ngay dự án xây nhà dành cho người có thu nhập thấp dự án này rất lớn nó lên đến một triệu căn nhà ở xã hội nếu ở trong một nước dân chủ đề cao tính minh bạch và bộ máy trong sạch thì dự án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội là không khó tuy nhiên với một bộ trưởng ở một chế độ thối nát như nước Việt Nam thì chỉ có thể nói đây là nhiệm vụ bất khả thi. Những gì nước ngoài làm được thì rất khó để cho Việt Nam làm được vì bản chất của nhà nước này là nhà nước tham nhũng. Cho nên chính sách xây một triệu căn nhà ở xã hội rất khó khăn trong hoàn cảnh này và gần như không thể. Có thể nói đây là canh bạc mạo hiểm mà ông Nguyễn Thanh Nghị đã trời nếu thành công thì ông Nghị sẽ gây được tiếng vang lớn. Nhưng rất tiếc, cửa thất bại luôn cao hơn cửa thành công. Bởi đặc thù của bộ máy chính quyền này đã gây ra muôn trùng khó khăn. Dự án đầy tham vọng của ông Nguyễn Thành Nghị Dự án đang chuẩn bị rất kỹ càng. Ông Phạm Minh Chính cũng đứng ra chỉ đạo liên ngành triển khai gói cho vay 120.000 tỷ đồng để kích cầu. Tuy nhiên, vấn đề là gói vay này rất khó đến được với người dân có thu nhập thấp. Trong dịch Covid đã cho thấy, hầu như những gói cứu trợ chính phủ triển khai đều bị nghẽn. Đến tay người dân không được bao nhiêu cả. Với bộ máy như vậy thì gói 120.000 tỷ đồng cũng sẽ bị nghẽn là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Điều khó khăn nhất hiện nay là giá nhà trung bình đã vượt quá xa so với mức thu nhập của người trung lưu Hiện tại, trung bình người dân Việt Nam phải làm mất 57 năm lao động mới có thể mua được nhà. Cho nên, nhà 2 tỷ đồng mỗi căn gần như đã tuyệt chủng. Vậy thì xây nhà dưới 1 tỷ đồng mỗi căn làm sao thực hiện cho được? Nếu nhà nước trợ giá thì thành phần đầu nậu cũng sẽ tìm mọi cách để mà thâu tóm hết để bán lại cho bằng giá thị trường nhằm kiếm lời lớn. Có thể nói, gần như chẳng có cơ hội nào cho người có nhu cầu thực sự. Đấy là những người nghèo. Mới đây trên báo, ông Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận rằng thủ tục thì dườm già, ngân sách chưa bố trí đủ vốn ưu đãi vân vân là những nguyên nhân khiến cho chính sách nhà ở xã hội chưa phát triển mạnh. Dù nhu cầu của người dân là rất cao. Nói đơn giản là ông Nghị đã thừa nhận những khó khăn của dự án một triệu căn nhà ở xã hội mà ông đang rất tầm huyết thất bại đã hiện lên ngay trước mặt. Vấn đề của dự án là một triệu căn nhà xã hội do ông Nguyễn Thanh Nghị khởi xướng. Chúng tôi đã có bài phân tích và đánh giá tùy vào từng giai đoạn. Tuy nhiên, quan niệm của chúng tôi khá rõ về dự án này đó là khả năng thất bại rất cao bởi những yếu tiểm cố hữu trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản nên không cho phép chính sách này thành công được. Ông Nguyễn Thanh Nghị dù có Tây học và lãnh đạo đúng ngành thì ông cũng đành bó tay mà thôi. Cái cách mà bộ máy chính quyền này vận hành bao lâu nay là như thế, không thay đổi được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo chấm với bản tin Chót làm liều, giờ trưởng Nam nhà Ba Dũng thừa nhận thất bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa nỗ lực xây dựng quan hệ với Mỹ, vừa muốn đạp đổ, nội bộ đảng đang chia phe choảng nhau. Vào ngày 9 tháng 10, các tờ báo lớn trên thế giới, trong đó có tờ Bưu điện Washington, đã đồng loạt đăng tin rằng tổ chức ân xá quốc tế cho biết các tin tặc có liên kết với Việt Nam đã cố gắng sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội X và Facebook để cài đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại của hàng chục mục tiêu, bao gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các quan chức Liên Hợp Quốc và các nhà báo CNN. Theo các nhà điều tra của tổ chức ân xá quốc tế, công cụ hack mà Việt Nam sử dụng là cực mạnh được thiết kế để lấy dữ liệu cuộc gọi và nhắn tin từ điện thoại nhắm vào các tài khoản mạng xã hội liên kết với Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Peter và Kristen, cũng như nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mitchell. Được biết, nhiều nhà báo của CNN chuyên đưa tin vào các vấn đề Đông Nam Á cũng là mục tiêu. Tuy nhiên, người phát ngôn của CNN từ chối bình luận về vấn đề này. Thông tin Việt Nam cài phần mềm gián điệp và thiết bị của các nhà lập pháp Mỹ và các nhà báo đăng trên CNN. Theo cuộc điều tra, các điệp viên Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội X trước đây gọi là Twitter để cố gắng lôi kéo các chính trị gia và những người khác truy cập vào các trang web được thiết kế để cài đặt phần mềm hack có tên là Predator. Được biết, phần mềm này của hãng Intellixa, một nhà cung cấp phần mềm gián điệp của Iran. Một nguồn tin riêng cho Thể báo chấm đê biết rằng ngoài phần mềm predator phía công an việt nam còn mua phần mềm gián điệp của israel để theo dõi toàn dần việc dùng phần mềm gián điệp tấn công vào các quan chức âu và mỹ là cách làm thiếu tôn trọng đối tác của việt nam các phần mềm và thiết bị gián điệp mà chính quyền đảng cộng sản việt nam đã mua và dùng không phải là phần mềm độc quyền do việt nam tự phát triển mà là phần mềm được các nhà cung cấp giao bán trên toàn thế giới sử dụng những phần mềm này theo dõi người dân thì có lẽ không sao nhưng dùng để theo dõi các quan chức nước ngoài thì e rằng dễ bị lộ và thực tế chính quyền của đảng cộng sản việt nam đã bị chỉ mặt bị lên án vì đã thực hiện hành động bị đánh giá là bỉ ổi vụ tấn công xảy ra khi các nhà ngoại giao việt nam và mỹ đang đàm phán về một thỏa thuận hợp tác lớn nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của trung quốc điều này làm cho một số nhà quan sát nghi ngờ rằng trong đảng cộng sản việt nam có thế lực nào đó muốn chống phá mối quan hệ đang tốt đẹp lên giữa việt nam và mỹ hiện nay trong đảng cộng sản việt nam đang tồn tại một thế lực muốn việt nam gần trung quốc hơn là gần mỹ nâng cấp quan hệ với mỹ bạn vàng sẽ không hài lòng việt nam tiến đến gần mỹ thì có lợi cho dân cho nước nhưng bạn vàng phương bắc không thích trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay, Trung Quốc vẫn luôn nắm đầu được Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, những hành động gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến Bắc Kinh không hài lòng. Mặc dù ông Trọng đã cho tới 300 cán bộ nguồn sang Trung Quốc để mà ông Tập dạy dỗ. Vừa bắt tay với Mỹ, vừa thực hiện hành vi xấu xa với Mỹ, thì chỉ có thể thấy rằng bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có sự thống nhất kẻ này thì nỗ lực kẻ khác thì lại phá hoại kẻ đang phá hoại mối quan hệ giữa việt nam với mỹ thì chẳng hiểu họ muốn việt nam gần ai hơn đã từ lâu trong đảng cộng sản việt nam chia nhiều phe để mà choảng nhau và dường như mối quan hệ ngoại giao với trung quốc hoặc với mỹ cũng là nguyên nhân cho những vụ choảng nhau như thế ông nguyễn phú trọng vẫn đang đi hai hàng Trước đây ở thời kỳ quan hệ Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng mà đỉnh điểm là chiến tranh biên giới vào năm 1979. Có Hoàng Văn Hoan công khai theo Trung Quốc rồi đào tàu sang Trung Quốc như Lê Triều Thống vậy. Hiện nay không loại trừ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những thế lực như vậy. Thậm chí thế lực này không hề yếu thế. Không biết sau khi bị lộ vụ gián điệp mạng này, phía chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ là họ im lặng. Tuy nhiên, câu hỏi là sau khi bị lộ, họ sẽ chuẩn bước hay tiếp tục hành động này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin vừa nỗ lực xây dựng quan hệ với Mỹ, vừa muốn đạp đổ nội bộ đảng đang chia phè, choảng nhau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm